Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên Vũ Order Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tune hệ thống âm thanh cho chiếc Amply Receiver mà mình đang sở hữu. Thì video này nó sẽ áp dụng cho tất cả các dòng Amply đang có mặt trên thị trường. Ok, mình cùng bắt đầu nè. Thì để tune hệ thống âm thanh thì chúng ta sẽ có hai cách. Một, chúng ta sẽ sử dụng micro của hãng cung cấp để tune hệ thống. Hai là chúng ta sẽ dùng phương pháp thủ công. Thì video này mình sẽ áp dụng phương pháp thủ công để hướng dẫn các bạn. Phương pháp tune hệ thống âm thanh thủ công thì gồm 4 mục. Mục đầu tiên đó chính là cái cấu hình của loa trong hệ thống. Thứ hai là khoảng cách giữa các loa đối với vị trí ngồi. Mục thứ ba là âm lượng của mỗi loa trong hệ thống. Và mục thứ tư cũng là mục cuối cùng, đó chính là cái crossover, hay còn gọi là mạch phân tầng cho các loa trong hệ thống. Để thực hiện cái phương pháp này thì chúng ta sẽ cần có một chiếc thước đo khoảng cách. Thì ở đây thì mình đang dùng là cái thước laser. Thì các bạn, nếu các bạn không có thì các bạn có thể dùng một loại thước dây vẫn thao tác bình thường. Và cộng thêm là chúng ta sẽ cần phải có cái remote của Amply để xem phim của mình. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái mục setup trên các remote thì nó cũng sẽ có những cái biểu tượng setup tương tự nhau hoặc là có ký tự là setup luôn. Thì mình sẽ vào phần setup. Sau đó chúng ta sẽ tìm cái mục là speakers. Nó là thiết lập cái loa, thiết lập các loa trong hệ thống. Thì chúng ta vào thì các hãng nó cũng sẽ tương tự nhau và mình có thể vào là mục manual setup. Đối với chiếc Amply này thì là manual setup. Thì một số hãng nó sẽ có cái bố cục nó khác nhau. Tuy nhiên khi mà chúng ta tìm thì chúng ta sẽ để ý bên trong cái mục manual này, nó sẽ bao gồm là speaker layout. Đối với hãng khác thì nó còn có tên gọi là Amply Assize, có nghĩa là cái cấu hình của loa hay là cấu hình chiếc Amply để khuếch đại công suất cho loa. Đây, bây giờ mình bắt đầu vào mục này luôn nha, speaker layout. Thì đó, các bạn thấy cái chữ A mà sai như nãy mình có nhắc đến. Cái hiển thị thì mỗi hãng nó sẽ hiển thị tương tự nhau như vậy. Ở đây chúng ta sẽ là cấu hình loa. Chúng ta có thể thấy là loa phong nè. Đang chọn là Yes nè. Center, Surround và Surround Back. Đối với hệ thống mà chúng ta sử dụng 5.1 mặc định thì sẽ không có phần Surround Back cũng như là các loa hay là các tùy chọn layout khác. Đối với các Amply hỗ trợ tới 7.1 thì chúng ta sẽ có thêm cái tùy chọn Surround Back. Và đối với những cái công nghệ cao hơn thì sẽ có Atmos, thì nó sẽ cho chúng ta cái tùy chọn cả loa Atmos, là loa height, loa trên cao đó. Chúng ta có sử dụng tiêu chuẩn là 7.1.4 chẳng hạn thì chúng ta sẽ có thể tăng thêm cái số loa height này lên 4. Chúng ta sẽ có thể lựa chọn cho từng cái loa phía trước, loa Atmos phía trước. Thì cái để mà dễ hình dung á, thì hãng đã hiển thị phân lớp loa này ở trên cái hình bên phải. Các bạn cũng có thể thấy là này, mình đang chọn là Top Front thì nó tương ứng với lại loa nó nằm trên trần, loại loa âm trần là nằm ở phía trước. Và mình có thể thay đổi là cái loại loa cũng như là cái vị trí đặt loa. Tương ứng là top middle là cái loa âm trần nằm ở giữa phòng, hoặc là các bạn có thể là thay đổi là front Dolby là những cái loa Atmos enable và front hay là những cái loa dạng enable nhưng mà chúng ta treo ở phía trước. Ở đây thì hiện tại mình đang sử dụng là chiếc loa Atmos âm trần và bố trí phía trước. Hệ thống của mình cũng là 4 loa Atmos. Thì tương tự phía sau mình cũng sẽ setup tùy theo cái hệ thống của các bạn mà các bạn sẽ lựa chọn phù hợp. Ở đây mình hệ thống của mình là sử dụng top rear nha các bạn. Đây. Do mình bố trí hai cái loa Atmos phía sau ghế ngồi. Khi mà các bạn đã lựa chọn cái phân lớp loa nó chính xác, nó đã chuẩn với cái hệ thống mà mình, số loa mà mình đã có, thì mình sẽ tiếp tục đến mục thứ hai. Thì mục thứ hai đó chính là cái khoảng cách từ các loa cho đến vị trí ngồi nghe. Tiếng Anh nó là distance. Thì các hãng nó cũng hiển thị tương tự, đều là distance tương tự nhau. Thì các bạn nhìn có thể thấy là cái unit nó là đơn vị. Ở Việt Nam thì chúng ta sẽ sử dụng Hermes. Có một số Amply nếu mà nó xuất xứ từ nước ngoài, châu Âu chẳng hạn, thì nó có thể là nó mặc định là đơn vị tính là feet. Thì các bạn đổi về mét nha.
một phía dưới là step, cái này là số bước, thì nó có thể cho mình chọn là 0.1m hoặc là 0.01m để chính xác hơn cái khoảng cách giữa vị trí ngồi nghe đến từng loa. Tiếp theo mình sẽ đo cả khoảng cách của từng loa đến vị trí ngồi nghe. Thì cái vị trí đặt thước mà tốt nhất là chính là cái vị trí ngồi ở chính giữa. Và cái cao độ thì nó sẽ là ngang lỗ tai khi mình ngồi nha các bạn. Và khi mình đo thì mình sẽ đo đến cái củ loa trép của chiếc loa phong. Và ở đây là mình đo được là 3m90. Và tiếp theo mình sẽ đo chiếc loa center. Là 3m42. Sau khi đã đo được các khoảng cách từ loa cho đến vị trí ngồi nghe thì mình nhập vào những con số, thí dụ như là loa front L, tức là loa bên trái, phía bên trái phía trước, thì mình đã đo được là 3m90. Mình đã nhập vào những cái con số tương ứng mà mình đã đo được, thì mình cũng làm tương tự cho tất cả các loa trong hệ thống. Sau khi chúng ta đã chỉnh cái khoảng cách từ loa đến vị trí ngồi nghe thì chúng ta sẽ bắt đầu cái mục thứ ba là mục âm lượng. Cái hiển thị của âm ly nó sẽ là level, hoặc là có một số hãng thì sẽ hiển thị là volume. Vào cái mục level thì ở đây nó sẽ hiển thị là test tone start, có nghĩa là âm ly sẽ phát ra âm thanh cho mỗi loa để chúng ta có thể dựa trên cái âm thanh này chúng ta cân đối cái mức âm lượng cho nó phù hợp. Đó, các bạn có thể nghe loa from mình đang để 5 dB, thì mình sẽ tăng cái mức âm lượng để tune hệ thống cho nó phù hợp, tức là mình để khoảng mức là 68 dB. Rồi từ cái mức này mình sẽ cân đối các loa còn lại ở cái mức âm lượng cho nó phù hợp với cái sở thích của mình, cũng như là phù hợp cho cái căn phòng của mình. Ở đây là mình đang sử dụng cái center nó cao hơn so với những loa khác. Ở đây mình để mức 8 dB. Thì trong hệ thống xem phim, chiếc loa center nó sẽ đảm nhiệm rất là nhiều âm thanh nhất. Thành ra là mình đã tăng lên cái mức decibel của nó lên cao hơn so với các loa khác. Ở đây là cụ thể là mình đang để là 8 dB. Thì cũng tương tự, những cái hiệu ứng trong phim sẽ phát ra từ chính là những cái loa surround và surround back. Thì các bạn có thể nâng nó lên để cái hiệu ứng nó rõ hơn và mình xem nó thật sự đắm chìm hơn. Cái âm lượng Atmos cũng vậy, chúng ta sẽ cân đối, chúng ta cảm thấy chiếc loa nào nó chưa thật sự là ấn tượng, chưa đủ phê hay là gì đó, thì chúng ta có thể tăng cái âm lượng nó lên để cho phù hợp cho cái trải nghiệm của mình. Và mục cuối cùng đó chính là crossover, phân tầng cho loa. Cái phần này nó rất quan trọng để chúng ta xác định cái mức độ làm việc cho loa. Chúng ta sẽ đặt cái giải tầng cho nó phù hợp với chiếc loa mà chúng ta đang bố trí. Có nghĩa là nếu chiếc loa chúng ta là dạng loa bút sale, hay là dạng loa Atmos, loa enable, loa âm trần Atmos, thì cái mức tần số mà nó có thể đáp ứng, chúng ta sẽ dựa trên cái tần số đáp ứng để chúng ta set cho nó phù hợp với chiếc loa của mình. Thì khi đó cái chiếc loa nó mới thể hiện được đúng cái mức hiệu suất của nó. Ví dụ như cặp loa Front mình đang sử dụng ở đây, nó có mức đáp tiếng tần số mà hãng công bố là từ 50Hz trở lên, thì mình sẽ set cái phân tầng crossover này ở mức 60Hz, cao hơn khoảng 10Hz so với cái mức công bố của nhà sản xuất, để làm giảm cái việc sai số. Các loa còn lại thì mình cũng sẽ tham khảo các thông số kỹ thuật nhập vào tương tự. Thì vừa rồi mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách để tune hệ thống âm thanh bằng phương pháp thủ công. Các bạn có thắc mắc gì hãy để lại bình luận bên phía dưới nha. Và nhớ đừng quên nhớ nhấn like, share, subscribe để video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phương pháp tune bằng mic. Xin chào và hẹn gặp lại.